Chiều qua, Đại học Huế tổ chức buổi gặp mặt và khen thưởng đội bóng đá nam vừa xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá tranh cúp sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2023, cúp Café de Mandel năm 2023. Trong lần đầu tiên tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc, đội bóng Đại học Huế đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi đánh bại Trường Đại học Thủy Lợi trên chấm luân lưu 11m, hòa 2 đều trong 2 hiệp chính. Ngoài chức vô địch với giải thưởng cúp, cờ, huy chương vàng và 300 triệu đồng, đội bóng Đại học Huế còn giành được nhiều giải thưởng cá nhân khác, gồm cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc, 4 trên 11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu và được giao lưu với các ngôi sao đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúc mừng thành tích của đội bóng, lãnh đạo Đại học Huế nhấn mạnh, chức vô địch này chính là biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ sinh viên Đại học Huế. Qua đó thể hiện tinh thần năng động, bản lĩnh của sinh viên Đại học Huế nói chung và tinh thần hăng say thi đấu của tập thể đội bóng nói riêng. Thành tích này cũng góp phần nâng cao vị thế của Đại học Huế khi chất lượng chuyên môn của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức được đánh giá rất cao và thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả cả nước. Dịp này, Đại học Huế cũng trao tặng giấy khen và phần thưởng cho tập thể ban huấn luyện, các cầu thủ đội bóng và các cầu thủ đạt danh hiệu cá nhân.